Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại mình đang có mặt trên con đường Cách Mạng Tháng 8. Bên tay phải của mình á là quận 3, mà bên tay trái á là quận 10 anh chị ha. Ngay đây là trường Lương Thế Vinh nè anh chị. Đó, trường trung học Lương Thế Vinh. Anh chị đi ngược lại hướng sau lưng mình á là sẽ tới chợ Hòa Hưng, Tô Hiến Thành, đi về Bến Xe Miền Đông, hoặc là anh chị đi về vòng xoay 3 tháng 2, Lý Chính Thắng đó anh chị. Vị trí này thì cực kỳ là trung tâm luôn rồi. Và bữa nay có một bất động sản mà quý anh chị đầu tư cực kỳ thích luôn. Tại vì nó nằm ở bên khu vực của quận 3, nhưng mà tiếp giáp quận 10, tiếp giáp với lại Tân Bình, đối diện qua công viên văn hóa Lê Thị Riêng, khu vui chơi Thỏ Trắng, mà giá bán của nó chỉ có 110 triệu trên mỗi mét vuông thôi. Giá này cực kỳ tốt ha. Tại vị trí này anh chị tìm không ra nhà đất mà dưới 200 triệu đâu. À, mà hiện tại á, là anh Sĩ ảnh đang bán để giải quyết chuyện gia đình, để cho mình một cái mức giá quá là tốt luôn anh chị. Mà nhà rộng rãi nở hậu nữa, quang cảnh xung quanh. Mình tới công viên Lê Thị Riêng anh chị, cái mình quẹo qua bên tay phải là hẻm 618 để đi vô ha. Mà nhà đi vô hẻm cũng đẹp lắm. Trước nhà mình hẻm rộng 3 mét. Bên tay phải mình là siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn nè anh chị. Vị trí này thì trường học, chợ, bệnh viện là không thiếu rồi, quảng cáo không thể nào hết được. Ở bên tay trái mình là công viên Lê Thị Riêng, khu vui chơi Thỏ Trắng. Hầu như người dân thành phố Hồ Chí Minh thì ai cũng biết khu vực này. Đây, công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Chạy thẳng thì về Lăng Cha Cả, đi về bệnh viện Thống Nhất anh chị ha. Rồi, mình đã tới cái vị trí hẻm 618 rồi. Anh chị xích lên chút xíu là thuộc Tân Bình nha. Bây giờ mình quẹo tay phải vô nè. Đó, hẻm 618. Bề rộng hẻm rất là lớn nha. Thành ra anh chị nào mà mua bất động sản này để mình mà xây dựng mới lại á, thì chi phí vận chuyển cũng rẻ. Đó, đi vô quẹo trái, cái mình quẹo phải cái nữa là tới, không có đi vòng vòng. Rất là thích anh chị. Đây, anh chị thấy ha, hẻm rất là rộng rãi nè. Liên hệ chính chủ nha, mua bán sổ hồng riêng, mình sẽ để sổ hồng lên cho anh chị xem luôn. Anh chị chịu khó xem tới cuối clip nha. Rồi, vị trí căn nhà đã tới rồi, nằm bên tay phải nè. Bây giờ mình xuống quay chi tiết cho anh chị xem. Và đây là hướng mình mới vừa chạy xe vào, từ bên ngoài công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Như anh chị thấy ha, đó, thì cái bề rộng hẻm này lên tới gần 3 mét. Cái này là xe, nếu mà anh chị xây dựng á, xe chở vật liệu xây dựng nè anh chị. Đó, xe tải nhỏ hoặc là xe ba gác đi vô thoải mái luôn. Và vị trí căn nhà bán đã tới rồi, 618 sẹt 16A Cách Mạng Tháng 8, phường 11 quận 3. Đó, thì chỗ này, vị trí này nó là hẻm cục rồi anh chị. Và hẻm rất là sạch sẽ luôn nha, rất là sạch sẽ. Căn nhà của mình nằm ở đây đó. Quang cảnh một vòng trước khi bước vào bên trong nhà tham quan nha. Thì như mình nói, cái căn nhà này á, anh chị mua ở là tuyệt vời luôn. Hoặc là anh chị mua để mình xây dựng căn hộ dịch vụ, để mình cho thuê, kinh doanh, hoặc là mình làm kho xưởng anh chị, rất là ok. Nhà này nó nở hậu chữ L đó anh chị. Diện tích đất lên tới là 81,4 m², rất là lớn. Bên ngoài cổng của mình á, thì khoảng 2 m đi vô, càng đi vào bên trong thì nó càng nở rộng ra như anh chị thấy. Và phía cuối nhà của mình á, hậu nó nở lên tới là 6 m² luôn. Còn tổng chiều dài là 20 m. Nhà đất có hướng Tây Bắc, hợp mạng anh chị Tây Tứ Chạch. Từ bên ngoài mình đi vô trong thì cái đường này là khoảng tầm 10 m nè anh chị. Tới cái tường nhà này bắt đầu nó nở rộng ra ha, nở rộng ra. Đó, quang cảnh mình quay cho anh chị xem chi tiết luôn. Nhà rất là cao ráo, nở qua bên trái đây, rồi đi thẳng xuống dưới bên đây nữa. Nhà này hiện tại chỉ có từng chợ thôi. Bên phải là khu vực của bếp, rồi cuối nhà là có một cái toilet, và bên đây là cái căn phòng thứ hai. Hiện tại là 2 phòng và 2 nhà vệ sinh. Đó, anh chị thấy không? Bên trong này cực kỳ là rộng rãi. Cái này là bán miếng đất thôi, anh chị nào về á là mình xây cất lại, bỏ tiền ra là mình xây cất mới lại. Nhưng mà tính theo giá trị á, thì rất là hời anh chị ha. Nhà đất tại khu vực quận 3, quận 10 như thế này á, mà anh chị mua thì nó sẽ khoảng tầm là từ 200 triệu trở lên cho 1 m². Còn hiện tại anh Sĩ chủ nhà là đang bán căn nhà này tính theo giá đất là 110 triệu trên mỗi mét vuông thôi.
110 triệu trên mỗi mét vuông. Giá này tìm hơi khó anh chị ha, rất là khó. Đi vô mình quẹo trái quẹo phải cái là tới. Không có phức tạp, hẻm không có phức tạp. Khu vực của bếp. Nhà rất là gọn. Đây, hậu của nhà là khoảng là 6m4 anh chị. À, bên đây có nhà vệ sinh, là hai cái nhà vệ sinh là kế bên nhau luôn á. Nhà vệ sinh phòng trong và ngoài này là kế bên nhau. Rồi, trên đây có giếng trời thông thoáng. Anh chị nào mua mà mình làm một cái căn hộ dịch vụ ở đây á, là số lượng phòng rất là lớn anh chị. Số lượng phòng rất là lớn ha. Bên ngoài là mình có cái đường đi vô, sau đó trong đây là mình xây căn hộ dịch vụ. Quang cảnh anh chị nhìn được tổng quan, tại vì nó chỉ có tầng trệt thế này thôi, thành ra mình nhìn sơ là mình thấy được hết à. Đó, mình quay sơ lại một chút xíu nữa rồi sau đó mình mở số hồng luôn nha. Đây, hai căn phòng tương tự nhau, trần nhà thì cao ráo còn rất là kiên cố ha. Hiện tại là nhà còn kiên cố lắm, anh chị nào mua mà tạm thời mình làm kho xưởng cũng ok luôn. Đó, đi thẳng ra ngoài này thì cái hẻm của mình nó cũng rất là yên tĩnh mà rất là sạch sẽ luôn. Cái hẻm này anh chị để được 2-3 chiếc xe máy á. Đó, cái đường đi cũng còn rất là rộng rãi nè. Đây, rất là rộng luôn. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ mở sổ hồng ra cho anh chị nhìn được tổng quan trước khi ra quyết định. Sổ hồng của nhà có diện tích đất công nhận á là 81,4m2. Đất ở đô thị sử dụng riêng. Địa chỉ ở 618/16A Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường 11 quận 3. Nhà thì chỉ có tầng trệt thôi, với diện tích xây dựng là 64,3m2. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng Tây Bắc. Hẻm trước nhà thì khoảng tầm 3m. Xe ba gác, xe tải nhỏ có thể chở vật liệu xây dựng vô được. Bề ngang phía trước nhà rộng 1m8, càng đi vào càng nở hậu. Chiều dài lên tới 20m. Và phía cuối nhà của mình thì nở hậu ra là 6m4. Mua bán là sổ hồng riêng, công nhận đủ diện tích đất cho mình là 81,4m2. Giá bán hiện tại là 9 tỷ, giá này thì có thương lượng, tương đương với lại chỉ 110 triệu trên mỗi mét vuông thôi, cực kỳ tốt. Anh chị mua để đầu tư hoặc là mình mua để ở và xây dựng căn hộ dịch vụ kinh doanh cũng rất là thuận lợi nha. Liên hệ với số chính chủ của anh Sĩ bên trên góc phải màn hình 0918 223 441, 0918 223 441. Sau khi mà quý anh chị đã xem xong căn nhà ha, thông tin sổ, giá bán công khai, liên hệ với lại chính chủ. Bây giờ từ vị trí căn nhà đang cần bán, mình đi thêm một vòng nữa ha, để anh chị nhìn được tổng quan luôn. Đó, nhìn lại cái hẻm một lần nữa. Mình quẹo trái, sau đó mình quẹo phải là ra tới Cách Mạng Tháng 8 rồi. Và hẻm này là xe tải nhỏ vô được. Thành ra anh chị nào mà xây dựng mới, mình chở vật tư là thoải mái nha. À, đi ra đầu hẻm có cái quán bún bò rất là ngon. Đối diện công viên Lê Thị Riêng. À, anh chị cho thuê căn hộ dịch vụ cho sinh viên hoặc là văn phòng, à, nói tới công viên văn hóa Lê Thị Riêng đi vô là ai cũng biết hết, dễ tìm. À, anh chị qua cái khu vực này á, là bên tay phải mình á, xích lên chút xíu là quận Tân Bình rồi đó, tiếp giáp giữa ba quận luôn, quận 10, quận 3 với lại quận Tân Bình. Và hiện tại là Cách Mạng Tháng 8 này là tuyến metro đi về Tham Lương anh chị ha. Bên đây là đã phóng vô rất là nhiều luôn rồi nè, như anh chị thấy ha. Ở hai bên đường phóng ra mở rộng. Và theo như thông tin mình tìm hiểu thì cái tuyến metro này là âm dưới lòng đất anh chị. Nó âm ở dưới lòng đất, thành ra cái đường xá nó rất là rộng rãi luôn. Đó, chứ không có làm nổi ở trên. Đường thì cực kỳ rộng nhưng mà vẫn phải thụt vào, nhà vẫn phải thụt vào để không ảnh hưởng tới móng khi xây dựng. Rồi bên đây là Tân Bình rồi nè anh chị ơi. Tay trái là mình đi vô đường Bành Văn Chân, tay phải hướng này là đi ra đường Hoàng Sa Trường Sa được nha. Đông đúc vô cùng luôn. Vị trí nhà đất trung tâm của quận 3, quận 10 mà. Bây giờ nếu mà anh chị quẹo tay phải chỗ này là mình sẽ đi về chợ Phạm Văn Hai, cách nhà mình chắc khoảng tầm 1 km á. Còn đi thẳng luôn thì đi về bệnh viện Thống Nhất Lăng Cha Cả. À, hiện tại là đường xá Cách Mạng 8 đã được mở rộng rồi, nhà người ta thụt vô nè anh chị thấy ha.
Rồi, thông tin mua bán thì rất là rõ ràng. Nhà này là mua bán sổ hồng riêng, công chứng sang tên, không có trung gian và không có phí hoa hồng gì hết. Bên đó là có trường cấp 2, trường của Tân Bình. Rồi, giá bán 9 tỷ quy ra mét vuông, chỉ có 110 triệu trên mỗi mét vuông thôi. Giá này là cực kỳ tốt luôn, không thể nào kiếm được căn thứ hai vị trí như vậy ha. Rồi, anh chị nào có nhu cầu gọi cho anh Sĩ, số điện thoại bên trên góc phải màn hình là chính chủ. Xin cảm ơn anh chị mình đã theo dõi. Nếu mà anh chị thấy hay, những thông tin thật hữu ích thì hãy nhấn like đăng ký kênh và chia sẻ clip này cho người thân bạn bè đang tìm mua nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình có chia ra theo những cái danh sách nhà dưới 3 tỷ, 3 tới 6 tỷ và từ 6 tới 10 tỷ, trên 10 tỷ cũng có luôn. Anh chị có thể xem ưng ý căn nào thì gọi cho chủ làm việc ha, không cần gọi cho nhà đất Nevada. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website nevada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 0847900089 để được hỗ trợ nhanh nhất.